dập tắt cũng chỉ bằng không. Bây giờ nên học cách im lặng để ra đi khi tim đã tổn thương. Khi đã yêu một ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải. Thì níu kéo cũng chỉ vậy thôi. Nên đừng bao giờ gieo hy vọng rồi dập tắt cũng chỉ bằng khói. Bây giờ nên học cách im lặng để ra khi tim đã tổn thương.